xuyên việt đến từ hồng Kông phiến tổ hợp thành thế giới tô lăng kích hoạt địa hạ chi vương hệ thống tổng đa chủ trần chí siêu của ba lá cờ thanh tra Lô của hồng kông ngũ thế hào đứng đầu tứ đại gia tộc hạ tân của ông trùng sòng bạc giang tô những này mỗi một cái lấy ra đều có thể hô phong hoáng vũ nhân vật sau lưng có một người thân ảnh mà lúc này tô lăng đã sớm ở phía sau mạng khống chế hết thảy mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. 001, gây chuyện lôi lạc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đảo Hồng Kông, Cửu Long. Vừa ăn cơm trưa xong Tô Lăng đi về phía sòng bạc nhà mình ở Cửu Long thành trại. Tô Lăng đã xuyên qua đến phương thế giới này có một thời gian. Sau khi đến đây, Tô Lăng phát hiện nơi này là một thế giới phim Hồng Kông. Dù sao kiếp trước là đọc qua các loại tiểu thuyết, Tô Lăng rất nhanh liền tiếp nhận xuyên qua sự tình. Bất quá có chút làm cho Tô Lăng bất đắc dĩ chính là, chính mình chỉ là cửu long thành trại một gian sòng bạc nhỏ nhị lão bản. Mà lão đại sòng bạc lại là anh trai Tô Thiên của mình, biệt danh Rắn đuôi chuông. Sau khi biết được biệt danh của anh trai mình, Tô Lăng liền nhớ ra, ca ca tiện nghi này của mình không phải là tiểu bốt quần chúng trên đường lôi lạc thăng cấp sao? tuy rằng lúc trước xem phim mình đã cảm thấy cách làm của rắn đuôi chuông rất ngu xuẩn làm cho mình rất không thích nhưng bây giờ trở thành anh trai mình tô lăng cũng không thể mặc kệ cho nên mấy ngày nay tô lăng luôn khuyên tô thiên khống chế tính tình của mình không nên nóng nảy như vậy khiến cho rắn đuôi chuông luôn hoài nghi đệ đệ này của mình có phải phát sốt hay không dù sao tính tình không nóng nảy làm sao thấy được sòng bạc phú quý đây chính là sòng bạc nhỏ của tô lăng và anh trai tô thiên tuy nói chỉ là một sòng bạc nhỏ, nhưng nơi này chính là cửu long thành trại, dầu mỡ vẫn là tương đối khá. Bất quá nếu đi tới thế giới này, Tô Lăng cũng không chỉ muốn bảo vệ tốt cái này một cái sòng bạc nhỏ. Hiện giờ cảng đảo khắp nơi là cơ hội, khắp nơi là tiền tài, hắc đạo hoành hành, bạch đạo còn lại là hữu bại không chịu nổi, Tô Lăng trong lòng có càng lớn mục tiêu đi thực hiện. Bất quá hết thảy cần từng bước từng bước chậm rãi. Tiểu Sa Ca Ngươi đã trở lại? Ân. Mới vừa trở về Sông Bạc, xem Tràng Tiểu Đệ liền đối với mình chào hỏi. Anh trai của mình biệt danh trắng đuôi chuông, thủ hạ xưng hô là Saka, mà mình biệt danh thì là Hải Sa, các thủ hạ thì gọi mình Tiểu Saka. Sau khi đáp lời chào hỏi của Tiểu Đệ, Tô Lăng rõ ràng nhận ra bầu không khí trong hội trường có chút không thích hợp. Phải biết rằng như trong Sông Bạc thế hệ này, nhìn 24 giờ đều đầy người, mà là phi thường ồn ào mà sau khi tiến vào, tô lăng liền phát hiện tạp âm trong sân nhỏ hơn bình thường không ít. đã xảy ra chuyện gì sao? tô lăng nhìn về phía tiểu đệ bên cạnh. chỉ là có một tên uống say đến gây sự, bất quá là cái đội mũ có chút phiền toái, saka đã tại xử lý. ân, ừ. ta biết rồi. đội mũ là tên gọi dành cho những cảnh sát không xứng đáng với súng tuần tra. sau khi nghe tiểu đệ trả lời. Tô Lăng tự nhiên đoán được là ai. Tô Lăng vội vàng đi vào trong sân. Mới vừa đi vào nội phòng, Tô Lăng liền thấy được một cái bàn chung quanh đứng nhân số rõ ràng so với những cái bàn khác muốn ít hơn rất nhiều. Ca ca của mình rắn đuôi chuông tạ thiên cũng ở trong đó. Mà tên cảnh sát say rượu gây sự kia chính là người mà Tô Lăng nghĩ trong lòng. Lôi lạc. Này. Tiểu tử. Không nên được voi đòi tiên A, mấy trăm đồng này cầm đi uống trà tỉnh rượu. Không nên ở chỗ này thêm phiền. Giờ phút này rắn đuôi chuông thập phần không kiên nhẫn ứng phó lôi lạc một thân mùi rượu. Không phải chỉ là một tên đội mũ thôi sao, dám cầm súng đến chỗ mình gây thêm phiền phức, thật sự là cho hắn mặt mũi. Nếu không là gần đây đệ đệ Tô Lăng luôn khuyên mình không nên nổi giận lung tung, rắn đuôi chuông đã sớm muốn đánh lôi lạc một trận. Xeo rắn đuôi chung nhét quả quyết trong tay vào trong miệng hung hăng cắn một miếng, sau đó nhìn phản ứng của lôi lạc. Ai nói ta tới thu phí bảo hộ, ta tới đánh bạc. Khẩu súng này, tôi đặt 50 ngàn. Có nghe không? Lạc. Mới vừa bị chính mình thích nữ nhân phụ thân xấu hổ một trận về sau, lôi lạc say mềm một hồi liền đi tới phú quý casino, hắn muốn chứng minh cho mình cái kia tương lai cha vợ xem, mình có thể xuất ra năm vạn khối đến cho ngươi mấy trăm đồng không cần còn muốn năm vạn ngươi có biết năm vạn là bao nhiêu tiền hay không a à? sao anh không đến ngân hàng cướp đi hãy đến với ta và dương oai thật coi rắn đuôi chuông là ăn chay a à? bốp đối mặt với lôi lạc không biết tốt xấu rắn đuôi chuông càng nói càng tức thuận tay ném nửa quả quyết trong tay xuống đất chuẩn bị động thủ không phải chỉ là một người đội mũ thôi sao cũng không phải cảnh sát hình sự sợ cái rắm nhưng khi tay rắn đuôi chuông vung lên giữa không trung, Tô Lăng đột nhiên xuất hiện, đưa tay ngăn cản động tác tiếp theo của rắn đuôi chuông. Mà Lôi Lạc uống say choáng váng, đầu cũng không quay lại, căn bản không biết mình vốn muốn bị ngăn lại. "Lão đệ, ngươi đã trở lại. Ngươi ngăn cản ta làm gì?" "Lão ca, có chuyện gì từ từ nói, trước không nên động thủ." Hảo Hảo nói. "Ngươi biết tiểu tử này muốn làm gì không?" Sau đó, rắn đuôi chuông đem lôi lạc xông vào sau khi phát sinh hết thảy nói một lần, những thứ này Tô Lăng tự nhiên là biết, chỉ là người ứng hòa gật đầu. Sau đó nghiêng đầu công việc hai gã thủ hạ đi tới, chỉ chỉ lôi lạc. Đưa hắn vào trong nhà đi. Vâng. Lôi lạc tuy rằng dãy dụa, nhưng trạng thái uống rượu của hắn căn bản không có khí lực gì, tùy ý hai gã tiểu đệ khiêng vào trong phòng. Mà Tô Lăng thì thuận tay cầm súng trên bàn lên gói kỹ, sau đó hô với những khách đánh bạc khác đang xem náo nhiệt xung quanh không có việc gì mọi người tiếp tục chơi là bằng hữu uống say mà thôi các vị tiếp tục sau đó ông rắn đuôi chuông tô thiên đi vào trong phòng tên này dù nói thế nào cũng là cảnh sát cho dù muốn đánh cũng vào bên trong đánh a tiểu lục tử đi gọi điện thoại cho thám trưởng trần nói tình huống một chút vâng sau khi phân phó xong hết thảy mấy người đi vào trong phòng, Tô Lăng phải chờ thám trưởng Trần Thống đến xử lý chuyện này. ts Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 002, khóa lại địa hạ chi vương hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mà nghe Tô Lăng nói xong rắn đuôi chuông, cho là mình cái này đệ đệ là muốn đến bên trong đến đánh hắn. Vừa định đi tới bên người lôi Lạc đã té xỉu phát tiết một phen, lại bị Tô Lăng kéo lại. "Lão ca, ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi nói muốn vào bên trong đánh hắn sao? Ta chỉ là lấy ví dụ, không nói cái này muốn đánh hắn a, à, không đáng vì người này sinh khí lớn như vậy. Hơn nữa nói không chừng hắn đối với chúng ta còn hữu dụng." "Lão đệ ngươi có ý gì? Ngươi có ý kiến gì không?" Rắn đuôi chung biết đệ đệ mình rất thông minh vội vàng hỏi. Không nên gấp. Lát nữa chờ xem là được rồi. Đối với lời nói của đệ đệ Tô Lăng, rắn đuôi chung tự nhiên là tin tưởng, khắc chế ý nghĩ muốn đánh lôi lạc, lẳng lặng chờ. Không tới mấy phút, tiểu đệ gọi điện thoại liền đi vào báo cáo tình huống, nói trần thống thám trưởng lập tức tới, còn nói một ít tình huống về lôi lạc. Không đợi bao lâu, trần thống liền mang theo hàng xăm đi tới sông Bạc Phú Quý. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đệ, hai người đi vào trong phòng rắn đuôi chuông hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao người chưa tới thành tới trước sau khi nhận được điện thoại nói có một người đội mũ đến sòng bạc phú quý phá hoại trần thống vốn định mặc kệ bất quá đảo mắt phát hiện lôi lạc cùng mình nói chuyện phím không còn hơn nữa phối thương của mình cũng không còn trần thống ý thức được hỏng rồi vội vàng cảm nhận đối với lôi lạc rắn đuôi chuông cũng không thèm để ý nhưng trần thống thì khác đây chính là thám trưởng của khu quản lý này rắn đuôi chuông vội vàng đứng lên nghênh đón trần thống tiểu tử này uống say đến sân của ta vừa lên liền áp lên vòi phun muốn áp năm vạn a à thúc ngài cũng biết chúng ta chính là đúng hạng nộp quy phí bình thường cho dù gặp phải loại tình huống này cũng chỉ cho là mười mấy đồng ta đã cho hắn hai trăm đồng mời hắn uống trà hắn còn không vui nhất định phải đem vòi phun đè lên đây không phải là muốn cướp sao? không phải đạo lý như vậy a? À? nếu tùy tiện đến cảnh sát cũng đem vòi phun đặt lên, ta chẳng phải là có thể đóng cửa rồi sao? thế nào? vòi phun của cảnh sát không đáng giá 5 vạn a? À? không phải a à, a à thúc, ta không phải ý này. bình xịt đâu? đối mặt với lời giải thích của trắng đuôi chuông, trần thống căn bản không treo cổ hắn, trực tiếp hỏi phối thương của mình ở đâu. Lúc này Tô Lăng đi tới, đem súng đã gói kỹ đưa tới. A à thúc. Súng của ngài. Ngươi là ai? Có chút lạ mặt A. À. Bãi rắn đuôi chuông, trần thống thỉnh thoảng vẫn đến, đại đa số mọi người đều hiểu. Mà chuyện lần này, có thể cầm súng của mình tuyệt đối là thủ hạ mà rắn đuôi chuông vô cùng tin tưởng, nhưng trần thống biết mình không biết hắn. A à thúc. Đây là đệ đệ của ta. Vừa tròn 18 tuổi hắn bình thường không đến đây. Khó trách ta nhìn mặt lạ. Trần Thống biết trắng đuôi chung có em trai, nhưng chưa từng thấy qua. Sau khi giao súng ra, Tô Lăng cầm một quả quyết trên bàn, sau đó lui về phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn mọi thứ trong phòng. Trần Thống cũng không quá để ý, hiện tại trọng điểm là xử lý chuyện của lôi lạc. Mà lúc Trần Thống cùng trắng đuôi chung nói chuyện, hàng xăm đi tới bên cạnh lôi lạc, vỗ vỗ bả vai lôi lạc đã ngủ a lạc tỉnh lại a lạc ai vậy lôi lạc bị đánh thức thấy được hàng sâm cũng không để ý bất quá dư quan lại thấy được trần thống đứng ở một bên rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa cả người trực tiếp đứng lên a thúc ngài đến rồi xuống tiểu tử ta nói sao ngươi không thấy nguyên lai like là chạy đến nơi này còn lấy súng của ta ngồi xuống tỉnh táo một chút đi vâng A à Thúc. Mặc dù ngoài miệng nói chuyện có chút tức giận, nhưng nhìn bộ dạng Lôi Lạc, Trần Thống vẫn có chút đau lòng. Sau đó hai người liền ngồi xuống, Tô Lăng cùng Rắn Đuôi Chuông cũng ngồi xuống. A à Thúc. Người ta giao cho ngài. Mấy trăm đồng này coi như tiền uống trà cho ngài. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Lúc này Rắn Đuôi Chung mở miệng yếu thế, dù sao Lôi Lạc có thể đắc tội, nhưng Trần Thống không đắc tội được. Rắn đuôi chuông vừa nói vừa đặt mấy trăm khối lên bàn. Mấy trăm đồng đã muốn quên đi, thế nào? Coi chúng ta là ăn xin à? Không phải. À thúc, ngươi nói bao nhiêu đi. Nghe Trần Thống nói như vậy, Tô Lăng biết, hắn là muốn trút giận cho Lôi Lạc, mà khí diễm của rắn đuôi chuông đã sớm bất đồng với lúc trước, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Hắn không phải nói sao? Năm vạn trần thống nói xong nhìn về phía lôi lạc ngươi nói có đúng hay không a à, a à lạc vâng a à thúc lúc trước uống say một mình đến lôi lạc khí diễm thập phần kiêu ngạo hiện tại có người chống lưng lôi lạc ngược lại nói chuyện liền nhỏ giọng lúc này lôi lạc còn không có cùng đồng hành thông đồng làm bậy chuyện lần này vốn là bất đắc dĩ hiện tại bị lần trước nhìn thấy lôi lạc nội tâm là có chút xấu hổ nghe trần thống nói năm vạn lửa giận rắn đuôi chuông lập tức dâng lên nhưng vẫn không thể phát tiết, chỉ có thể cứng trắng nghẹn mặt đỏ bưng. Chú Năm vạn cũng có thể mua một tòa biệt thự của người nước ngoài, cháu không có nhiều như vậy. Đừng trách ta về sau phái người mỗi ngày nhìn chầm chầm ngươi bãi, chúng ta đi. Dứt lời, Trần Thống cất súng lục, dẫn hàng xăm lôi lạc chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Trần Thống muốn đi, rắn đuôi chung biết lần này nếu Trần Thống đi, vậy mình có thể thật sự xong rồi. Ngay khi rắn đuôi chung muốn nói tiếp, Tô Lăng đứng lên. Năm vạn đúng không? Tôi cho. Lão đệ, ngươi. Lần này là để cho tất cả mọi người ở đây sao nghĩ đến, nguyên bản rắn đuôi chung muốn cho Trần Thống trì trì hoãn vài ngày, năm vạn tuy rằng nhiều, nhưng là gom góp vài ngày vẫn là có thể lấy được. Rắn đuôi chuông không biết tại sao em trai mình đột nhiên đứng ra nói như vậy. Vừa rồi, khi Trần Thống nói ra năm vạn, trong đầu tô lăng nhớ tới một thanh âm địa hạ chi vương hệ thống đã trói định nhiệm vụ kích hoạt cứu vớt tình cảm thất bại của tre lô nhiệm vụ khen thưởng vô hạn đạn dược ổ quay súng lục một cái nguyên bản cái này năm vạn tô lăng là không muốn cho dù sao thời đại này năm vạn thật là một khoản tiền lớn trong lúc trần thống nói chuyện phiếm với lão ca tô lăng đã tự hỏi phải giải quyết vấn đề này như thế nào nhưng là khi nghe được trong đầu buộc định hệ thống thanh âm cùng nhiệm vụ nội dung về sau Tô Lăng chuyển biến chú ý, dù sao so sánh với nhiệm vụ ban thưởng vô hạn súng lục ổ quay, năm vạn khối căn bản lông cũng không phải. Tô Lăng thậm chí không có cẩn thận xem xét hệ thống của mình, trực tiếp ngăn cản Trần Thống muốn rời đi. PS Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 003, phải chú ý Tô Lăng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Anh đưa. Được. Khi nào? Trần Thống quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Lăng, lúc trước ngoài trừ đưa súng ra, Tô Lăng không nói một câu, Trần Thống cũng không đặt quá nhiều kinh nghiệm lên người hắn. Lúc này nhìn kỹ lại, Trần Thống phát hiện Tô Lăng tiểu tử này mi thanh mục tú, hơn nữa cả người tản ra tự tin, không giống những tên côn đồ khác nhìn thấy mình đều có vài phần sợ hãi, Tô Lăng nhìn mình bình tĩnh dị thương ngày mai, ta tự mình đưa tới cửa cho A Thúc. Được. Vậy ta chờ ngươi. Đi trước. Tô Lăng trả lời làm cho tâm tình trần thống cũng tốt hơn không ít, giọng nói cũng hòa hoãn không ít, sau đó liền rời khỏi sòng bạc phú quý. Sau khi ba người trần thống rời đi, rắn đuôi chung Tô Thiên liền bộc phát. Tô Thiên cầm quả quyết trên bàn lên, cắn mạnh mấy miếng, còn cảm thấy chưa đủ hạ giận, nắm lấy bên cạnh bàn, đem cái bàn ngã sắp xuống đất răng rắc bùm tiếng bàn ngã xuống đất tiếng đĩa vỡ vụn trong nháy mắt nhớ tới trải qua một trận phá hư này trong lòng tô thiên mới thoải mái hơn một chút bất quá nghĩ lại muốn tô lăng giao tiền tô thiên lập tức tỉnh táo không ít ngoại trừ tô lăng đệ đệ này ở ngoài tô thiên hiện tại nhưng là không có bất kỳ một người thân hiện tại ngoại trừ là dĩ nhiên muốn cho đệ đệ này ra tay giải quyết lão đệ năm vạn khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ a à. ca ca tiết kiệm chút hoa trong vòng một tuần có thể gom đủ ngươi nói ngày mai trả chúng ta không có nhiều tiền như vậy a à? ta có a à? anh thật sự có anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tôi uống rượu rất ít không hút thuốc lá không đánh bạc diễn cũng không đi xem bình thường không có chỗ nào cần tốn quá nhiều tiền số tiền anh đưa cho tôi đã tiết kiệm được rất nhiều yên tâm giao cho ta đi và Lão ca Tính tình này của ngươi thật sự phải thu lại Chúng ta phải trông coi nơi này Bình tĩnh, làm sao quản lý được Loại này đương nhiên không có việc gì Nhưng là ta nói là gặp được đại sự tỷ như hôm nay Nếu ngươi thật sự đánh lôi lạc Ngươi cảm thấy Trần Thống sẽ bỏ qua cho chúng ta Quả thật, chúng ta đều khách khí như vậy Hắn còn muốn năm vạn không nhả ra, mát. Cho nên lần sau gặp phải tình huống, hoặc là tâm bình khí hòa hảo hảo xử lý nếu thật sự động thủ phải triệt để không nên lưu lại nhược điểm cũng không nên lưu lại cái đuôi được rồi tôi đi nghỉ đây ngày mai tôi đi xử lý là được rồi nói xong tô lăng liền rời đi chuẩn bị đi nghỉ ngơi nhìn bóng lưng tô lăng tô thiên tuy rằng không quá thông minh nhưng vẫn nghe hiểu ý tứ trong đó xú tiểu tử ác như vậy có bản lĩnh mạnh hơn ta nhiều kỳ thật tô lăng tại chỗ liền có thể xuất ra năm vạn đến nhưng là cái này hệ thống nhiệm vụ miêu tả có chút mơ hồ tô lăng cũng không rõ ràng lắm đến cùng muốn làm đến loại nào trình độ mới tính hoàn thành hơn nữa tô lăng còn có càng nhiều ý nghĩ muốn thông qua chuyện lần này cùng lôi lạc sinh ra càng nhiều liên hệ dù sao sau lần này lôi lạc bắt đầu phát sinh chuyển biến trải qua nhiều quý nhân trợ giúp sau đó từng bước một bước lên vị trí tổng hoa thám trưởng mà Tô Lăng muốn làm lôi lạc trên con đường này quý nhân, đem lôi lạc nâng càng cao, như vậy chính mình chuyện sau lại càng thuận lợi, cũng không cần quá mức quan tâm. Cho nên mới nói với Trần Thống ngày mai trả tiền. Trở lại phòng mình Tô Lăng nằm ở trên giường, lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét vừa kích hoạt trói định hệ thống. Ký chủ Tô Lăng, thể chất 8. Tiêu chuẩn người lớn bình thường là 10, sức mạnh 8. Tiêu chuẩn người lớn bình thường là 10, Tốc độ 8. Tiêu chuẩn người lớn bình thường là 10. Nhạy cảm 8. Tiêu chuẩn người lớn bình thường là 10. Đối với thuộc tính của mình thấp hơn giá trị trung bình, Tô Lăng cũng không cảm thấy gì. Dù sao chính mình vừa mới trưởng thành, tuy rằng không có gì thói quen xấu, nhưng trước đó cũng không có cái gì rèn luyện, cái này thuộc tính xem như có thể, nếu không là xuyên qua sau khi chính mình nhiều thêm rèn luyện, Tô Lăng cảm thấy thuộc tính còn có thể thấp hơn. Ngoại trừ bản thuộc tính, còn có một nhiệm vụ liên quan đến lôi lạc chưa hoàn thành mà không gian hệ thống của mình lại trống rỗng tô lăng không có đối với hệ thống biểu hiện ra quá nhiều kích động chi tình dù sao bên này xử lý tốt hết thảy ngày mai lôi lạc sự tình càng thêm trọng yếu mà lôi lạc được tô lăng chú ý lúc này đã bị trần thống mang về cục cảnh sát không xứng a à thúc mùng như vậy còn muốn ngươi ra mặt mát đội mũ liền không phải là cảnh sát sao mặt đều bị ngươi mất hết, còn đem bình xịt ép 5 vạn, vẫn là của ta bình xịt. Bình thường không phải rất lý trí, rất tự cho mình thanh cao sao? Vì một nữ nhân chạy vào sòng bạc gây sự. A thúc, a hà là nữ nhân ta yêu nhất a, ta rất cần năm vạn này. Vậy ngươi muốn mắng? Còn không phải ta ra tay, coi như ta nợ ngươi, đến lúc đó ta trả lại cho ngươi nhiều hơn như vậy được rồi a à thúc xú tiểu tử còn học được tranh luận đúng không quên đi a à thúc hắn còn trẻ a à thúc ngươi bớt mắng hắn hai câu đi mặc dù là đang giáo huấn lôi lạc nhưng trần thống ở trong phòng làm việc mắng cho lôi lạc đủ mặt mũi mà nhìn bộ dáng uể oải của lôi lạc hàng sâm cũng có chút không đành lòng khuyên trần thống muốn tiếp tục mở miệng đi tắm rửa tỉnh rượu ngủ một giấc thật ngon ngày mai tiền sẽ tới tay ngày mai nếu tô lăng kia tới đưa tiền nhất định phải chú ý hắn nhiều hơn tại sao a à, a à thúc một tên côn đồ mà thôi tại sao phải để ý như vậy hàng xăm khó hiểu nhìn trần thống ngay từ đầu ta cũng không để ý bất quá sau đó hắn nói muốn trả tiền thời điểm ngươi nhìn xem bộ dáng của hắn cùng côn đồ bình thường căn bản không giống nhau Rắn đuôi chuông kiêu ngạo với A Lạc Đa, nhưng gặp ta thì như thế nào? Em trai hắn Tô Lăng căn bản không sợ chúng ta, biểu hiện rất bình tĩnh, đây giống như là một tiểu thí hài mới vừa lớn lên sao? Những tên côn đồ kia không phải đã nói rồi sao, tên này biệt danh là Hải Sa. Rắn đuôi chuông vừa tới gần liền phát ra âm thanh, làm cho người ta biết hắn không tốt, bản thân hắn cũng giống như biệt danh này, kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng rắn biển người bình thường khó gặp được hơn nữa độc tính cũng rất mạnh còn có tính mê hoặc chỉ có đặt sai tên không có đặt sai biệt danh hơn nữa ta nhớ lại một chút phương thức ăn quýt của tiểu tử này hoàn toàn tương phản với rắn đuôi chuông không chỉ lột da mà ngay cả tơ trắng trên quýt cũng phải xé sạch đây chính là một người rất phiền toái có thể ở dưới tình huống như vậy trấn định bóc quýt ăn định lực cũng không tầm thường a à. tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a à. đã biết a à thúc chúng ta sẽ chú ý hắn. Tha thứ cho hắn cũng không dám làm thiêu thân. Ân, ừ. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi mang theo A Lạc đi thôi. Là A Thúc. PS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả. Các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực. Cảm ơn các vị. 004, muốn 5 vạn, ta cho 10 vạn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngủ một giấc về sau, Tô Lăng chuẩn bị tốt tiền, cũng không có sáng sớm liền đi trước cục cảnh sát, mà là đợi đến buổi chiều mới lên đường. Trong cục cảnh sát, nhìn thấy Tô Lăng đến, hàng xăm cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn hắn đi tới văn phòng. Tuy rằng chỉ là đi ngắn ngủi vài bước đường, nhưng là hàng xăm ánh mắt một mực tại Tô Lăng trên người, chưa từng rời đi. Đối với việc này Tô Lăng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, bộ dáng của hàng xăm giống như đang phòng ngừa phần tử khủng bố gì đó. Bộ dạng của mình rất đẹp trai a, à, thoạt nhìn rất dọa người sao?" Bất quá Tô Lăng cũng lười quản, bởi vì chính sự quan trọng hơn. Vừa vào văn phòng, Tô Linh liền nhìn thấy Trần Thống đang ngồi hút thuốc, còn có Lôi Lạc ở bên cạnh. "Sao, một mình ngươi tới à?" Thấy Tô Lăng đến, Trần Thống mở miệng hỏi. "Hồi a thúc, ta là muốn một người tới, bất quá lão ca lo lắng, để cho ta mang mấy cái, còn có hai người ở bên ngoài chờ đấy, dù sao nơi này là cục cảnh sát." Để cho bọn họ đi vào cũng không tiện, trên đường cùng ta là tốt rồi, nơi này ta một người là được. Sao trễ thế này mới đến, có phải còn chờ ngươi ăn khuya không? Trần Thống tiếp tục đặt câu hỏi. Phải chuẩn bị tiền a, à, A à Thúc. Số tiền này cũng không phải là một khoản nhỏ, A à Thúc. Đưa. Đối mặt với câu hỏi không tốt của Trần Thống, tâm tình Tô Lăng cũng không dao động gì. Sau khi trả lời đơn giản, lấy tiền gói kỹ trong túi ra đặt lên bàn. Trần Thống dù sao cũng là lão bánh quẩy mấy chục năm của cảnh sát, liếc mắt một cái liền nhìn ra độ dày tiền trên bàn không đúng. Ta nhớ phải cho chính là năm vạn, tiền này. Trần Thống cầm lên lắc vài cái, nếu như ta không đoán sai, trong này là 10 vạn khối đi. Đúng vậy. Đúng là 10 vạn. Đây là ý gì đây? Trần Thống mở gói giấy ra, đặt 10 vạn đồng lên bàn. Sau khi nhìn thấy Tô Lăng lấy ra 10 vạn, vẻ mặt đều thay đổi, cười ha hả nhìn Tô Lăng hỏi. Nghe được Trần Thống nói chuyện ngữ khí đều thay đổi, Tô Lăng biết, quả nhiên tiền có thể thông thần. Không có ý gì, con người mà, sẽ luôn có lúc gặp khó khăn. Vị huynh đệ này đến sân nhà ta vừa mở miệng chính là 5 vạn, lão ca nói chưa từng thấy qua vị huynh đệ này. Nghĩ đến nhất định là gặp phải khó khăn gì đó tương đối lớn mới mở miệng muốn. Nếu đã mở miệng muốn năm vạn đúng không, ta cho 10 vạn. Ta nghĩ nhất định có thể giúp vị huynh đệ này giải quyết khó khăn đi. Nếu có nhiều, coi như cho các huynh đệ khác uống trà. Xin chào. Tô Lăng. Nói xong, Tô Lăng đi tới bên người lôi lạc, vương tay phải tự giới thiệu. Lôi lạc. Chuyện ngày hôm qua. Lôi lạc cũng không lãng tránh, cùng Tô Lăng bắt tay. Chuyện ngày hôm qua đã qua. Nếu có gì hỗ trợ, có thể nói cho tôi biết được a à, tiểu tử ngươi so với ca ca ngươi rắn đuôi chuông có tiền đồ a à? trần thống vừa nói vừa đứng lên gói kỹ sáu vạn trong mười vạn đồng đưa cho lôi lạc cho cậu tan tầm cầm tiền theo đuổi cô gái cậu thích đi đa tạ a thúc tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi lôi lạc cười nhận tiền nói với trần thống trần thống chỉ chỉ tô lăng sau đó nhìn về phía hàng sâm a sâm đi lấy chút phong thư có người mời uống trà, không có lý do gì cự tuyệt A. À. Là A Thúc. Vừa nghe đến mệnh lệnh của Trần Thống, A Sâm vui vẻ không thôi, dù sao bốn vạn còn lại mình có thể chia không ít, lúc đi tới bên cạnh Tô Lăng, còn không quên vỗ vỗ bả vai Tô Lăng. Cảm ơn. Huynh đệ. Không khách khí. Tô Lăng đơn giản trả lời một câu. Tô Lăng, biệt danh tiểu xa đúng không? Có muốn ở lại ăn cơm tối không? Trần Thống lại ngồi xuống, chuẩn bị chia tiền cho thủ hạ, thuận tiện hỏi Tô Lăng vài câu. Không được. Còn có việc phải bận, không quấy rầy A Thúc nữa. Ừ, vậy thì cùng A Lạc đi, tiểu tử ngươi không tệ, có thể nhìn xem có thể giúp được A Lạc hay không. Không thành vấn đề, A Thúc. Chúng ta đi trước. Nói xong, Tô Lăng cùng Lôi Lạc liền mở văn phòng, chuẩn bị rời đi. Lúc này Trần Thống còn đang chia tiền, động tác trên tay không ngừng, cũng không ngẩn đầu, liền mở miệng nói. Hai ngày sau là sinh nhật của ta, có rảnh có thể tới uống chén rượu. đa tạ a thúc, hai ngày sau nhất định sẽ đến. lần này đối với tô lăng mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. trần thống coi như là thám trưởng không nhỏ, đến lúc đó sẽ có không ít người đến chúc thọ. đây là cơ hội tiến vào xã hội thượng tầng, về sau cũng là một bước tô lăng nhất định phải đi, cho nên mới muốn kết bạn lôi lạc. Không nghĩ tới lần này chỉ tốn 10 vạn, đã chiếm được hảo cảm của Trần Thống, trực tiếp tiết kiệm một bước dài. Đi thôi. Không ở lại uống trà sao? Không được. Ta bồi Lôi Lạc huynh để xử lý chuyện của hắn một chút. Ngoài văn phòng, hai người gặp hàng xăm trở về, khách sáo vài câu rồi rời đi. Tô Lăng tin tưởng dựa vào 6 vạn khối, Lôi Lạc một người là có thể đối phó phụ thân A Hà hắn, nhưng nhiệm vụ của mình biểu hiện chỉ hoàn thành 50%. Tô Lăng phải tận mắt nhìn thấy Lôi Lạc giải quyết chuyện này mới có thể yên tâm. Tô Lăng tiểu tử này ta nhìn không tệ a, à, trong phòng làm việc, lĩnh tiền hàng xâm đối với Tô Lăng cảm giác đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Gan lớn, thận trọng, hào phóng, hiểu chuyện. Phỏng chừng rắn đuôi chuông không muốn cho đệ đệ này bị dạy hư, mới không cho hắn xuất hiện ở hiện trường. Bất quá bị a lạc náo loạn như vậy, con rắn nhỏ này coi như là vào sân về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì thật sự là không thể tưởng tượng nói không chừng sẽ trở thành nhân vật số một số hai xã hội đen hồng kông hiện tại tùy tiện là một tên côn đồ liền xưng mình là lão đại quản lý phiền toái muốn chết thật muốn xuất hiện một tên lợi hại thu phục các bang phái chúng ta cũng dễ quản lý à? a hà 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 cũng là đạo lý này đi kêu người kế tiếp đến vâng hàng xăm vô cùng vui vẻ cầm tiền rời khỏi văn phòng gọi những đồng nghiệp khác đi vào lĩnh tiền ts cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá cầu vé tháng cầu tất cả các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực cảm ơn các vị năm giúp lôi lạc cầu hôn cầu số liệu bạn đang nghe tại truyện chấm audio mà bị bọn họ thảo luận vẫn chỉ là một tiểu nhân vật tô lăng lúc này cùng lôi lạc đã đi tới nhà lôi lạc thạch vĩ thôn một vạn này trả cho ngươi trước, năm vạn còn lại ta sẽ trả sau. A, à, lôi lạc, chúng ta hiện tại không phải đã là bằng hữu sao? Ngươi thật đúng là muốn trả lại a. À? Bạn bè thì bạn bè, tiền thì tiền, một mã thì một mã, anh em ruột còn tính toán rõ ràng. Ta có thể hỏi thăm rồi, ngươi ngay cả tiền đen đều không muốn thu, còn bị cái khác một ít đội mũ xa lánh, bằng ngươi một tháng một trăm khối tiền lương, ngươi muốn còn tới khi nào? ta không phải không thu hắc tiền, ta chỉ là không muốn cùng bọn họ giống nhau, đi thu dân chúng những kia mấy mau mấy khối tiền mà thôi. Nếu là ta cầm quyền, ta sẽ làm cho toàn bộ cảng đảo trở nên có tổ chức có kỷ luật, đến lúc đó đừng nói 5 vạn, 50 vạn, 500 vạn ta đều trả lại cho ngươi. liền hướng ngươi những lời này, ngươi này bằng hữu giao định, về sau thăng chức trên đường có cái gì khó khăn tùy thời nói cho ta biết. Tốt. Vậy chúc hai chúng ta càng ngày càng tốt không thành vấn đề hai người vừa trò chuyện vừa đi rất nhanh đã đến địa điểm xương ký sĩ đa nơi này chính là cửa hàng của hà gia lúc trước lôi lạc tới đều là buổi tối dùng ám hiệu chim hót gọi a hà ra nhưng lần này là cất tiền tới lôi lạc có sức mạnh a hà a hà tiểu tử ngươi lại tới nữa tiền mang đến sao ơ ờ a à, còn dẫn người tới có ý gì đến đánh ta đi đánh tôi đi cảnh sát đánh người lôi lạc hô vài câu a hà không xuất hiện cha hói đầu của a hà là thái an từ bên trong đi ra vừa đi ra liền bổ đầu che mặt giáo huấn lôi lạc nhân tiện còn dẫn tô lăng đi vào đối với tính tình cha vợ tương lai này lôi lạc đã sớm thành thói quen mà tô lăng cũng lười so đo với loại người này bất quá hai tiểu đệ đi theo tô lăng có thể mặc kệ đây chính là nhị đương gia của bọn họ lão gia hỏa muốn chết a à, chúng ta cũng không phải là cảnh sát, sớm lắm mồm có tin ta lật sạp của ngươi hay không? Hai tiểu đệ vẻ mặt hung ác tới gần Thái An. Lần này đem Thái An dọa đến, dù sao cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, hai người này lưu manh khí vừa nhìn chính là cái loại này xem tràn côn đồ. Đối mặt với lôi lạc, Thái An tuy rằng ngang ngược, đó là bởi vì lôi lạc thích nữ nhi Thái Hà của mình, cho nên mới có thể khi dễ hắn. Nhưng vừa đối mặt với loại côn đồ này, Thái An trong nháy mắt liền suy sụp. Không có. Tôi không nói mấy vị, tôi. Tiểu Sa ca. Đừng như vậy. Tuy rằng Lôi Lạc khắp nơi bị Thái An tổn hại, hiện tại Thái An bị thủ hạ của Tô Lăng khi dễ Thái An, dù cho trong lòng rất thoải mái, nhưng là vẫn phải bảo vệ một chút. Được rồi. Quên đi. Tô Lăng ra hiệu cho thủ hạ dừng lại, ông chủ còn chưa ăn cơm. Ăn chút gì ăn đi. Nói xong, mấy người tô lăng liền tìm bàn ngồi xuống. Nếu như chỉ có lôi lạc, Thái An hoàn toàn sẽ không treo cổ hắn, nhưng ba người kia vừa nhìn đã biết là không dễ chọc. Được. Lập tức tới. Ngồi đi. Cũng không thể để bụng đói chứ. Không bao lâu, Thái An liền mang thức ăn đơn giản lên, mà A Hà lúc này cũng từ trong phòng chạy ra. Lạc ca. A Hà. Giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta, Tô Lăng, gọi hắn là Tiểu Sà Ca là được rồi. Tiểu Sà Ca. Ân. Ừ. Ngồi đi. Hôm nay ta cùng A Lạc đến cầu hôn ngươi. Thế nào, có nguyện ý hay không a? À, cái này. Ta. Ta đương nhiên nguyện ý, nhưng mà. Thái Hà còn chưa nói xong, Thái An trong phòng đã đi ra, A Hà liền câm miệng. Hành vi của Hà như vậy, Tô Lăng đương nhiên hiểu được hôm nay tôi đi cùng a lạc không có ý gì khác chỉ là cầu hôn giúp cậu ấy thôi chuyện của a lạc ta đều biết năm vạn đúng không a lạc lấy ra không có thừa lời tô lăng vừa ăn cơm tối vừa trực tiếp nói rõ ràng lôi lạc thì là đem tiền lấy ra đặt ở trên bàn tô lăng lúc này đứng lên cầm tiền tới đem túi giấy bên ngoài mở ra sau đó nhét vào trong tay thái an nhìn một chút đi năm vạn một phân không ít. Thái An đương nhiên không dám thật sự điểm, năm vạn là cỡ nào lớn một khoản số lượng, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hắn lúc ấy đưa ra năm vạn thuần túy là bởi vì hắn khinh thường lôi lạc, mới nói lời tức giận. Mà mới qua hai ngày, lôi lạc liền thật lấy tới năm vạn, hơn nữa cùng lôi lạc tới ba người rõ ràng là người trên hát đạo. Tô Lăng nhìn đều so với nữ nhi của mình còn nhỏ hơn, còn đi theo tiểu đệ, nếu không là bị cứng trắng nhét thái an căn bản không dám nhận tiền này tiền này trả lại cho ngươi ta lúc trước nói năm vạn thuần túy là tức giận ta làm sao dám thu thái an thuận tay muốn trả lại tiền cho tô lăng bất quá tô lăng đã sớm trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm bảo ngươi cầm thì cứ cầm nghe không hiểu sao vâng 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 nghe tô lăng nổi giận thái an không dám lắm miệng tiền sính lễ này cũng cho ngươi, hôn sự của A Lạc và A Hà thế nào? Đồng ý, ta đương nhiên là đồng ý, đến lúc đó nhất định tới uống rượu mừng. Tô Lăng nói đến nước này rồi, Thái An nào dám nói không? Mà A Hà nghe Thái An nói cũng cao hứng ông chặt lôi lạc. Cứu vớt lôi lạc thất bại nhiệm vụ tình cảm vượt mức hoàn thành. Đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Thuộc tính điểm 10 điểm, vô hạn đạn dược ổ quay súng lục một cái. Nhận được câu trả lời khẳng định về sau, Tô Lăng nghe được hệ thống nhắc nhở thanh mà cái kia khẩu súng lục ổ quay đã đến chính mình hệ thống không gian bên trong, bất quá hiện tại cũng không phải xem xét thời điểm. Nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Lăng cũng yên tâm, đứng lên, nhìn về phía Lôi Lạc. Được rồi. Giải quyết hoàn mỹ, tôi đi trước đây. Tôi tiễn cậu. Lôi Lạc nói xong lại nhìn về phía Tô Lăng, tôi tiễn bạn tôi một chút. Được rồi sau khi nói với thái hà một câu, lôi lạc cũng đứng lên cùng tô lăng đi ra ngoài. đêm nay đa tạ ngươi. loại người này bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng, a à, lạc không thể ở đây, biết không? tôi biết, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha vợ tôi, tôi vẫn phải lễ phép. có rảnh thì đến chỗ của tôi chơi, sớm định ra ngày kết hôn, tôi gói cho cậu một bao lì xì lớn. vậy thì cảm ơn anh trước, nhưng tiền lì xì tôi sẽ không trả. hà Hà. Đừng cười nữa, tôi đi trước đây. Được, đi thông thả, mấy ngày nữa sinh nhật A Thúc sẽ gặp A. Được. Không thành vấn đề. TS, Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 006, cảnh dân hợp tác, cầu số liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi rời khỏi thạch hoàng vĩ, Tô Lăng trực tiếp ngồi lên xe, để tiểu đệ mang theo trở về sông bạc. Trên xe, Tô Lăng mở ra hệ thống không gian, đem súng lục ổ quay lấy ra cẩn thận quan sát. Ổ quay súng lục, đã trói định. Tuy rằng nghe không hợp lý, nhưng là cây súng này vô hạn đạn dược, giảm bớt đổi đạn phiền toái. Thành thạo. Lever 0, 0%. Vô hạn đạn dược đến lúc đó rất sảng khoái hơn nữa còn là buộc định đến kia ở trong tay người khác chính là thiện lương chi thương bất quá còn có độ thuần thục vậy bình thường mình phải luyện thương nhiều hơn tiểu xà ca mua súng ở đâu vậy đẹp lắm chúng ta đi chính là cục cảnh sát a vạn nhất phát sinh cái gì ngoại ý muốn đâu chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi không nghĩ tới a tiểu xà ca ẩn sâu không lộ được rồi lái xe cẩn thận đi vâng tiểu xà ca chờ một chút dừng xe làm sao vậy tiểu xà ca hai người về trước đi xe ở lại nói xong tô lăng rút ra một ngàn đồng giao cho hai tiểu đệ đa tạ tiểu xà ca tiểu xà ca chú ý an toàn a à? ân ừ. biết rồi hai tiểu đệ cao hứng nhận tiền liền để lại tô lăng một mình tại chỗ tô lăng lái xe lên xe tìm một bãi đất trống không người, chuẩn bị bắt đầu luyện súng. Trước khi luyện thương, Tô Lăng đã thêm toàn bộ 10 điểm thuộc tính vào lực lượng, lực lượng đạt tới 18 điểm. Sở dĩ thêm điểm như vậy là bởi vì hoàn cảnh trước mắt của Tô Lăng có thể gặp phải đều là côn đồ đánh nhau, những thứ khác tạm thời còn không quan trọng, khí lực đủ lớn thì lỗ mãn xong rồi, một lực phá vạn pháp. Sau khi thêm điểm, Tô Lăng chỉ cảm thấy toàn thân một dòng nước ấm, toàn thân mềm mại vô cùng đậu má. Kích thích như vậy sao, thiếu chút nữa là bị nhiễm lạnh. Tô sản cảm thối lui về sau, tô lăng thử một chút, đã có thể dễ dàng nâng lên trên mặt đất tảng đá thật lớn, đáng tiếc không ai tỉ thí, không biết lực lượng của mình đến trình độ nào. Bất quá mục đích tô lăng đi tới giả ngoại này là luyện thương, mà không phải dơ tảng đá, sau đó tô lăng rút súng lục ổ quay ra, chuẩn bị luyện thương. Bùng. 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 Tô Lăng cảm giác chính mình khai có mấy trăm phát súng, tuy rằng độ chuẩn không quá đủ, nhưng là bị chính mình làm biên ngắm một khối tảng đá lớn đã nhanh bị đánh nát, có thể độ thuần thục chỉ tăng một phần trăm. Mẹ kiếp! Có ý gì a? À? Chỉ tăng một chút độ thuần thục, còn muốn luyện thêm nữa, vậy quên đi. Tô Lăng không tìm được nguyên nhân cũng không định luyện nữa, chuẩn bị trực tiếp về nhà. Này, tiểu tử, dừng xe mới vừa lái xe tốc độ còn không có triệt để khởi động thì có ba cái cầm gậy gộc tiểu lưu manh ngăn ở phía trước. Tô Lăng kỳ thật có thể trực tiếp tăng tốc trời đi, bất quá thật muốn nhấn ga, đám người này thật sự là biết vung gậy gộc. Đến lúc đó còn phải đi sửa xe, không đáng. Vì xe không bị phá hư, Tô Lăng trực tiếp dừng lại, xuống xe. Tiểu tử, ca mấy cái khuyết điểm tiền muốn cùng ngươi mượn tới hoa hoa, nhìn ngươi chiếc xe này cũng không tiện nghi mấy cái tiền hẳn là có đi một nam nhân tóc dài cầm gậy gỗ trong tay đặt ở trên nắp động cơ chậm rãi vạch đi tới trước mặt tô lăng hô nam nhân tóc dài thổi một ngụm tóc mái của mình đùa dẫn đẹp trai nhìn tô lăng ở hồng kông chuyện như vậy tùy ý có thể thấy được tùy ý phát sinh tô lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tô lăng vẫn là một người chán ghét phiền toái có thể cùng biện pháp trực tiếp nhất giải quyết vấn đề sẽ không đi đường vòng ngay khi Tô Lăng bỏ tay vào túi. Ký chủ phát động nhiệm vụ. Cảnh dân hợp tác. Phần thưởng nhiệm vụ. Bác cực quyền, ngươi gặp một đám tiểu lưu manh, đem đánh bại, là có thể đạt được khen thưởng, hoặc là mấy cái này tiểu lưu manh còn có tác dụng khác. Sau khi nghe được âm thanh của hệ thống, Tô Lăng ngừng động tác bỏ tiền. Sau đó nhún vai, nhìn mấy người trước mặt. Không phải ta không muốn cho các ngươi tiền hoa hoa thật sự là ông trời không cho phép a à. người gia hỏa này có ý gì ý tứ chính là tô lăng còn chưa nói xong lập tức ra tay bắt lấy cổ tay người đàn ông tóc dài dùng sức bẻ răng rắc a a a ngay cả tô lăng cũng không nghĩ tới cổ tay nam nhân tóc dài trực tiếp bị tô lăng bẻ gãy nam nhân tóc dài lập tức phát ra thống khổ sau khi chết sau đó ngã xuống đất mất đi sức đề kháng mà mấy tiểu lưu manh khác nhìn thấy thủ lĩnh của mình thoáng cái đã bị chế ngự, biết lần này gặp phải nhân vật tàn nhẫn. Quay đầu nhanh chân bỏ chạy. Ta toàn bộ tăng thêm lực lượng, kết quả cũng không cùng ta đánh, toàn bộ chạy. Bùng. Tô Lăng thuận tay cầm gậy nam tóc dài lên, ra sức vung lên, đập trúng một người trong đó. Dưới sự gia trì của lực lượng mình, người bị đập trúng cũng ngã xuống đất, hôn mê. Bất quá gậy gộc chỉ có một cây mà cuối cùng tên côn đồ kia cũng chạy nhanh xa tô lăng sợ nhiệm vụ không hoàn thành được trực tiếp ném ra súng lục ổ quay bùng. a à, kháo cái gì chuẩn xác a à, sao lại bắn trúng chân a à? nhớ lúc trước chơi trò chơi ta chính là súng nổ đầu không biết rằng không trải qua trường kỳ đại lượng huấn luyện giống như tô lăng loại này chỉ luyện một chút người lần đầu tiên thực chiến nổ súng có thể lần đầu tiên trực tiếp bắn trúng đã là không tệ rồi Súng lục thuần thuộc độ ế một. Nhiệm vụ hợp tác cảnh dân đã hoàn thành, đạt được khen thưởng bát cực quyền. Ồ, thì ra là độ thuần thuộc thực chiến mới tăng nhanh A, hiểu rồi. Nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Nhưng ta còn chưa hợp tác thì sao? Có rồi. Nhìn tên nhiệm vụ, Tô Lăng nghĩ tới cái gì, sau đó đem ba tiểu lưu manh vết thương bọc kỹ phòng ngừa bẩn xe của mình, sau đó ném tới ghế sau xe. Sau đó lái xe quay đầu tăng tốc tiểu xà ca sao lại trở về lôi lạc đang muốn cùng a hà đi ra ngoài xem kịch lại gặp tô lăng ở cửa thôn tặng lễ cho ngươi tô lăng xuống xe vừa nói vừa kéo ba tên côn đồ ra ném xuống đất a à, thấy bộ dáng ba người a hà nhìn không được kêu lên Hoa, wow. ngươi làm gì vậy ăn cướp à lôi lạc nhìn ba người thê thảm trên mặt đất sòng bạc nhà ta kiếm cũng không ít ta đánh cái gì kiếp là bọn họ đánh cướp ta ta phòng vệ chính đáng mà thôi còn có vết thương do đạn bắn ngươi cũng quá độc ác còn mang theo súng mở màn nha không ai che thình lình sẽ có tạp chủng tới bới móc phòng thân lý giải một chút đối với tô lăng những người này sẽ có súng lôi lạc cũng không cảm giác được kỳ quái cho nên ngươi mang bọn họ tới làm gì tặng ngươi công lao đây chính là vì dân trừ hại bằng không bằng ngươi như vậy, lúc nào mới thăng chức cảnh sát hình sự a. À? Tô Lăng nói xong liền lên xe, bi bi. Nói xong, Tô Lăng tiêu sái tăng tốc rời khỏi Thạch Vĩ thôn. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, đạt được khen thưởng điểm thuộc tính 10 điểm. Sau khi nghe được thanh âm này, khóe miệng Tô Lăng nhếch lên, mỉm cười. P.S. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 007, răng vàng bính kế hoạch, cầu hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Này! Này! Nhìn tô lăng rời đi, lôi lạc vừa mới vội vàng hô to, nhưng rất đáng tiếc, vài giây sau, đèn đuôi xe tô lăng cũng không nhìn thấy. Lôi lạc xoay người, có chút bất đắc dĩ nhìn A Hà bên cạnh. Đêm nay diễn là xem không được, mấy tên này, ta phải xử lý một chút. Ân, không có việc gì, ta đây đi về trước. được. sau khi đưa mắt nhìn a hà về nhà, lôi Lạc tìm một chỗ gọi điện thoại cho trần thống báo cáo tình huống một chút. Ân, biết rồi. ta phái mấy người đi qua. vâng. a à thúc, tuy rằng không phải là vụ án lớn gì, nhưng cũng coi như công lao của anh. cảm ơn. a à thúc. Cúp điện thoại, không đợi bao lâu, hàng xăm liền dẫn mấy cảnh sát tới. Vừa nhìn thấy ba người ngã trên mặt đất, hàng xăm liền vui vẻ. Hoa! Wow. A lạc, bình thường nhìn ngươi rất trầm ổn chính trực, không nghĩ tới động thủ lại tàn nhẫn như vậy. Lôi lạc chỉ chỉ chân bị thương, đây chính là vết thương do súng bắn, ta cũng không có súng, đây là tô lăng làm, nói là bị ăn cướp, sau đó đem hắn ba đánh một trận. A thúc nói quả nhiên không sai. Hàng Sâm vừa nói vừa đi tới trước mặt ba người ngồi sổng xuống, ba người các ngươi, là thủ hạ của ai? Kim Nha Bỉnh Mấy người các ngươi không bán phấn lấy phí bảo hộ, đi ăn cướp, xui xẻo rồi, sau đó chỉ vào tên chỉ trúng một gậy, đưa tên này đi, hai người các ngươi trở về để Kim Nha Bính đến chục người đi. Hiện giờ cản đảo, loại này cái gọi là ăn cướp, thật sự là nhiều không đến xuể, chỉ cần không phải cấp trên đến kiểm tra muốn thành tích, hoặc là gây ra tai nạn chết người cảnh sát cũng lười quản dù sao thật sự không quản được nhưng điều này cũng không có nghĩa là loại thành tích đưa lên này bọn họ không cần còn có thể thu một khoản phí bảo lãnh chỉ có điều hai người gãy tay và bị thương do súng mang về còn phải dùng tiền giúp bọn họ chữa thương mà mạng của những tên côn đồ này trong mắt bọn họ căn bản không đáng giá vì vậy hansen đã ra lệnh như vậy không phải a à, trưởng quan hai chúng ta bị thương cho nên mới không bắt các ngươi để cho các ngươi trở về trị thương thạch hoàng vĩ chung quanh chính là địa bàn của các ngươi như thế nào còn muốn ta tự mình gọi điện thoại cho kim nha bính sao không cần không cần đa tạ trưởng quan sau đó hàng xăm lôi lạc mang theo lưu manh bị thương nhẹ nhất trở về cục cảnh sát mà hai người khác đỡ lẫn nhau đi đến lão đại không tốt rồi a cửu bọn họ bị đánh cái gì ở địa bàn của ta dám đánh người của ta. Sống không kiên nhẫn. Muốn chết a. À? Bốp. Ngươi nói chuyện chính là Kim Nha Bỉnh, Kim Nha Bỉnh nghe xong phẫn nộ vỗ bài cửu trong tay lên bàn, vỡ thành vài miếng, sau đó hút một hơi thuốc, lộ ra hàm răng vàng khảm nạm mang tính biểu tượng. Lão đại, là ai đánh các ngươi? Nhìn hai tiểu đệ bị đánh không ra dáng, Kim Nha Bỉnh mở miệng hỏi dù sao cũng là người đánh mình ở chỗ mình quản lý tương đương với đánh mặt mình nơi này nhất định phải tìm về về phần là chuyện bọn họ cướp trước trong mắt kim nha bính thủ hạ của mình thu chút phí bảo hộ là thiên kinh địa nghĩa cái gì mà cướp chó má hình như là tô lăng gì đó là tôi từ trong miệng cảnh sát biết được kim nha bính vừa nghe đến cảnh sát có chút ngoài ý muốn biểu tình cũng trở nên nghiêm túc kể lại chuyện đã xảy ra một lần vâng sau khi nghe hai tên tiểu đề kể lại nụ cười của kim nha bỉnh một lần nữa trở lại không phải là có một người bạn đội mũ sao coi như là cái rắm a coi như là cái kia đội mũ tự mình tới cũng không cần treo hắn nếu là cảnh sát hình sự thì còn có thể suy nghĩ một chút bất quá mấy ngày nữa là sinh nhật lão trần thống kia cấp trên đã dặn dò gần đây không nên gây chuyện vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay đi điều tra một chút tên tô lăng này là từ đâu xuất hiện kiêu ngạo như vậy đến lúc đó chúng ta dẫn người đi chém chết hắn vâng đại ca cái kia bị mang đi đi điều tra tô lăng là được rồi những thứ khác giao cho tôi vâng kim nha bỉnh dặn dò xong đi tới phòng mình cầm điện thoại lên bắt đầu bấm số này tôi là kim nha bỉnh tôi tìm trần thám trưởng một chút alo là kim nha bỉnh muộn thế này gọi điện thoại có chuyện gì vậy không có gì không phải nghe nói trần thám trưởng sinh nhật ngài sắp tới rồi sao chúc ngài sinh nhật vui vẻ trước bất quá ta đến lúc đó không có thời gian không thể chúc thọ ngài bất quá ta hiện tại liền phái người cho ngài đưa quà chúc mừng a à, vậy cảm ơn còn có chuyện gì không ta nghe nói ta một tiểu đệ đây chính là chặng đường cướp bóc bất quá cũng may không có tạo thành người ta tài sản tổn thất người ta cũng không truy cứu. Vâng. 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 Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vậy chờ người của ngươi đến cùng nhau lĩnh về đi. Được. 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 Ta lập tức phái người đi qua. Sau khi nói chuyện xong, Kim Nha bỉnh cúp điện thoại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên nghiến răng nghiến lợi. Lão gia hỏa tham lam vô đấy mỗi tháng đều nộp phí bảo hộ, còn muốn tiền. Tô Lăng còn có hại cho ta tổn thất tiền, mấy ngày nay hảo hảo hưởng thụ đi. Qua vài ngày nữa chính là tử kỳ của ngươi. PS Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 008, bác cực quyền, cầu hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ai vậy? A thúc. Lôi lạc nhìn thấy Trần Thống nói chuyện điện thoại xong liền hỏi một câu. Là Kim Nha Bỉnh, lát nữa sẽ phái người tới dẫn người, đến lúc đó để tiểu đệ của hắn mang người đi là được rồi. Đã biết A thúc. Trần Thống nói xong, kéo ghế ngồi xuống, chăm cho mình điếu thuốc. Về chuyện lôi lạc và Tô Lăng rời khỏi cục cảnh sát buổi chiều, tất cả những gì xảy ra sau đó, lôi lạc tự nhiên đã nói với mình. Lần này Trần Thống đối với Tô Lăng ấn tượng càng sâu, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy tô lăng tiểu tử này tương lai khả kỳ. a à lạc, tô lăng tiểu tử này hiện tại cùng ngươi xem như bằng hữu, về sau muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, tiểu tử này rất không tầm thường a. À. hơn nữa ngươi xem, tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc thế nhưng là đủ tàn nhẫn, chỉ có như vậy mới có thể không bị khi dễ. nào giống ngươi, làm cảnh sát còn ôn nhu yếu ớt, sau này bọn họ tràn tử tự giao cho ngươi phụ trách. Ta có thể dạy ngươi có hạn, một ít hắc ám đồ vật, để cái này tô lăng giao cho ngươi sẽ hiểu được càng nhanh. Ta hiểu rồi, A à Thúc. Đừng như vậy trục, học được biến báo điểm, sau đó tại nhiều lập điểm công, ta cùng cấp trên cho ngươi xin thăng cấp làm cảnh sát hình sự. Vâng. A à Thúc. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy lôi lạc, Trần Thống đã có ấn tượng không tệ với hắn, rất giống lúc mình còn trẻ, vẫn là đồng hương. Đáng tiếc mấy năm nay mình đã bị mài phản góc cạnh, cho nên Trần Thống mới đặc biệt để ý lôi lạc. Mà sự kiện xong bạc phú quý lần này, gặp Tô Lăng. Trần Thống cũng cố ý để cho hai người làm quen nhiều một chút, như vậy chờ sau này lôi lạc gặp phải chuyện, Tô Lăng này cũng có thể hỗ trợ, Tô Lăng tràn bên kia mình cũng sẽ đặc biệt chiếu cố một chút. Vậy tôi đi trước, phần còn lại giao cho cậu. A à lạc. Đi thông thả A, à, A à thúc chuyện sau đó liền tiến triển thuận lợi kim nha bính phách tiểu đệ mang đến tiền và vàng nói là chúc thọ trần thống sau đó liền mang tiểu đệ về chuyện xảy ra tối nay trong cục cảnh sát tuy rằng tô lăng không ở đây nhưng sau lưng lại tràn ngập bóng dáng tô lăng thêm vào đó vào buổi chiều mỗi người được thưởng thêm một lần nữa người bên dưới nghị luận sôi nổi mà mấy người cùng trần thống đi vào tự nhiên là biết đều là bởi vì tô lăng bọn họ mới có được mà Tô Lăng cùng tất cả những thứ này liên quan mật thiết, lúc này đã về tới sông bạc. Trên đường lái xe trở về, Tô Lăng lại tìm một bãi đất trống, Tô Lăng muốn xử lý một ít phần thưởng nhiệm vụ. Mà sau khi xuống xe, Tô Lăng còn kiểm tra chung quanh một chút, tránh cho những người khác quấy rầy, Tô Lăng cũng không sợ đánh nhau với người khác, mà là sợ lại chậm trễ thời gian của mình. Trải qua chuyện vừa rồi, Tô Lăng suy nghĩ một chút, đem điểm mới đạt được chia đều cho tốc độ cùng linh mẫn bởi vì cùng ba tên côn đồ giao thủ để cho tô lăng biết tuy rằng lực lượng xác thực đủ dùng nhưng là thật nếu là người khác muốn chạy chính mình tốc độ không đủ vẫn là không được nhất là tại chính mình thương pháp còn không được hiện tại mà chỉ có tốc độ linh mẫn không đủ đánh nhau cũng sẽ chịu thiệt chia đều một chút về phần thể chất chỉ cần mình lực lượng đủ lớn tốc độ đủ nhanh có thể trước đánh bại địch nhân vậy mình cũng sẽ không bị thương cho nên tô lăng lựa chọn tạm thời không thêm bất quá sau đó điểm thuộc tính nhiều vẫn phải bổ sung. Mà trong nháy mắt thêm điểm kia, dòng nước ấm kia lại xuất hiện. Cũng may có lần trước kinh nghiệm, Tô Lăng đã có chuẩn bị, lần này biểu tình khống chế rất tốt, không có gì dị thường. Sau khi thêm điểm, Tô Lăng thuận tiện học tập Bát Cực Quyền đạt được nhiệm vụ. Trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện về Bát Cực Quyền toàn bộ chiêu thức, tuy rằng chính mình trước kia cũng không có luyện qua nhưng là Tô Lăng cảm giác chỉ cần chính mình động thủ thi triển, vậy là có thể cùng người đối chiến. Sau đó Tô Lăng lại kiểm tra bản điều khiển hệ thống của mình. Ký chủ Tô Lăng, thể chất 8. Sức mạnh 18. Tốc độ 13. Nhạy cảm 13. Vũ khí Súng lục ổ quay, mức độ thành thạo không 2%, võ công Bác cực quyền, độ thuần thục không cấp, 0%. So với ngày hôm qua, tô lăng không chỉ có thuộc tính tăng lên, còn có chuyên môn vũ khí cùng võ công. Tại cái này hỗn loạn mà lại nguy hiểm trong thế giới tô lăng rốt cục cảm giác mình có một chút sức tự vệ. Thuộc tính điểm quá ít, súng ngắn muốn luyện, võ công muốn luyện, sau này có bận rộn. Tô lăng lầm bầm lầu bầu phun tào vài câu, không biết thuộc tính của hắn đã vượt qua đại đa số người, đơn thuần dựa vào mang lực đã có thể đối phó đại đa số người. Sau khi chăm chọc xong, Tô Lăng ở bãi đất trống học được bát cực quyền từ đầu tới cuối diễn luyện một lần. Trong thiên địa, cửu châu bát cực, bát cực ý là phát kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng. Ai, giúp, chen, kháo, sụp, lây. Mỗi một chiêu mỗi một thức phản phất đều là khắc ở trong đầu Tô Lăng, hoàn chỉnh bị Tô Lăng đánh ra, bởi vì là luyện tập, Tô Lăng đánh tốc độ cũng không nhanh, động tác cũng giản dị ngắn gọn, nhưng lại cương mảnh giòn nước một bộ đánh xong, độ thuần thục cũng không tăng lên, Bất Quá có kinh nghiệm thuần thục súng lục, Tô Lăng cũng không để ý, luyện nhiều sẽ tăng, bất quá thực chiến mới tăng nhanh. Thích. Bất Quá không có thực chiến, không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là trước mắt thời gian có chút muộn, Tô Lăng không có lại tiếp tục luyện tập, mà là lựa chọn lái xe về nhà. TS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị. 009, cầm xuống cửu long thành trại, cầu hết thảy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu xà ca. Ân. Trở lại sông bạc, thủ hạ nhìn thấy Tô Lăng liền bắt đầu gật đầu chào hỏi. Tô Lăng cũng đáp lại một tiếng, sau đó hướng văn phòng đi đến, dù sao trong hội trường khách nhân quá nhiều, vừa hút thuốc lại ồn ào, Tô Lăng không quá thích chuyện giải quyết xong rồi. Sao về muộn thế? Muốn ăn khuya không? Sau khi thấy Tô Lăng về, Tô Thiên hỏi một câu. Xong rồi, không ăn khuya nữa. Đã qua cơm tối, ăn quýt là được rồi. Tô Lăng từ trên bàn cầm lấy quýt bắt đầu bóc. Bóp. Hắn mã, cứ như vậy bạch đưa đi năm vạn, thật hắn nha xui xẻo, bất quá lão đệ ngươi yên tâm, mấy ngày nay làm ăn tốt, tràn rất nhanh liền kiếm trở lại, Đến lúc đó cho ngươi. Kiếm tiền thì kiếm tiền, trả lại cho tôi. Không phải đều giống nhau sao? Không. 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 Đó là tiền riêng anh tiết kiệm được, không giống. Bất quá, lão ca, ngươi ngày mai đi mua điểm vàng, lộng khối kim bài. Tô Lăng không nói cho Tô Thiên Kỳ thật chính mình đưa ra ngoài 10 vạn, sợ hắn cấp trên làm ra cái gì khác người hành động. Tô Thiên có chút nghi hoặc dù sao cái này đệ đệ rất ít muốn đồ vật, lần này dĩ nhiên muốn vàng. Tặng quà mừng thọ cho Trần Thống. Lại tặng. Mẹ nó, chưa xong đúng không? Lại nghe thấy tên Trần Thống, Tô Thiên còn một cái liền đứng lên. Nói xong, Tô Lăng đem bóc xong quyết bẻ một nửa đưa cho Tô Thiên, dù sao cũng là thám trưởng, hơn nữa đến lúc đó đi tham gia tiệc mừng thọ, không tặng chút đồ tốt làm sao có thể đâu. Tuy rằng Tô Thiên tính tình nóng nảy, trong lòng đối thủ cũng không phục bất quá tại đại sự như vậy thượng vẫn là hiểu được chúng ta thế nhưng là lăn lộn hắc đạo a à. ngươi như vậy đi không sợ bị bắt lại a à. tại sao lại bị bắt tôi được mời nghe được đáp án như vậy khí nóng nảy vừa rồi của tô thiên lập tức liền bình ổn lão gia hỏa này coi như không có đen như vậy a à. mời ngươi đi tham gia tiệc mừng thọ của hắn quả thật phải đưa một chút đến lúc đó lão đệ ngươi cùng bọn họ giao tiếp tốt sau này sân của chúng ta cũng có thể tiếp tục mở rộng, gặp phải vấn đề còn có thể tìm bọn họ hỗ trợ. bất quá lão đệ ngươi tham gia thọ yến thời điểm phải khiêm tốn một chút a, à, chúng ta dù sao cùng bọn họ thân phận không giống nhau. giao cho ta đi. lão ca, ngươi yên tâm là được rồi. sau này không phải chúng ta tìm bọn họ hỗ trợ, mà là để cho bọn họ chủ động tới giúp chúng ta, vì chúng ta sử dụng. sau này mở rộng sân khấu lão ca tư tưởng của ngươi quá lạc hậu cửu long thành trại đến lúc đó chúng ta chiếm được cửu long thành trại có lòng tin hay không sau khi nghe tô lăng nói chiếm được cửu long thành trại tô thiên sửng sốt hắn muốn mở rộng thế lực nhưng hắn cũng rõ ràng thực lực của mình có thể ở cửu long thành trại có mấy công trường lớn tô thiên đã thỏa mãn chưa từng vọng tưởng lấy được cửu long thành trại a à? về phần theo như lời tô lăng cảnh sát vì bọn họ mà sử dụng Tô Thiên đều cảm thấy Tô Lăng lại nói lời điên cuồng. "Lão đệ, ngươi có phải hay không ngủ không ngon giấc, hay là bị bệnh a? À? Sao không tin lời ta nói, chờ xem đi." "Lão ca, Cửu Long thành trại, chung quy sẽ là của chúng ta." Kỳ thật Tô Lăng muốn nói không chỉ là Cửu Long thành trại, toàn bộ cảng đảo đều nói bị hắn dậm ở dưới chân. Chẳng qua không muốn để cho Tô Thiên hoài nghi mình có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Tô Lăng mới chỉ nói cái cửu long thành trại. Dù sao cơm phải ăn từng miếng từng miếng, trước mắt chỉ có một nơi, có vài lời nói còn quá sớm. Ta không phải không tin ngươi, mà là... Cửu Long thành trại quả thật không tính là lớn, nhưng người có thể biết trong này có bao nhiêu thế lực trắc rối phức tạp sao. Đỉnh gia mặc dù trên danh nghĩa là chủ nợ Cửu Long thành trại, nhưng đây cũng là mọi người chọn ra chủ trì một số chuyện. Thật muốn liên lụy lợi ích, lão đệ, ngoài trừ chính hắn thân hệ những người khác thật đúng là sẽ không nghe hắn ngươi cảm thấy ngươi có thể làm tốt hơn đỉnh gia sao chờ xem lão ca không tới vài năm đâu đến lúc đó chủ nợ cái ghế kia chính là ngươi tới ngồi thời gian không còn sớm ta ra ngoài nghỉ ngơi trước nói xong tô lăng liền rời khỏi văn phòng đi về phòng mình ta tới làm trại chủ thật hay giả a à? nghe tô lăng nói xong ngón tay Tô Thiên bất giác chỉ chỉ mình, cười lẩm bẩm. Lúc trước, Tô Thiên chỉ cảm thấy Tô Lăng đang nói chuyện điên cuồng. Nhưng khi nghe được Tô Lăng nói muốn cho mình làm cửu long thành trại chủ, dù là trong lòng cũng không cảm thấy điều này sẽ thực hiện, nhưng loại hấp dẫn này thật sự là quá lớn, cho nên mới nhìn không được nở nụ cười. Tô Thiên đang muốn hỏi Tô Lăng rốt cuộc có tính toán gì, nhưng vừa quay đầu, mới phát hiện Tô Lăng đã không còn. Lúc này Tô Thiên cũng thanh tĩnh mặc kệ đến tột cùng là tô lăng đang nổi điên hay là nói giỡn cái này đều không trọng yếu trọng yếu vài ngày sau thọ yến nhất định không thể để cho mình lão đệ mất mặt người đâu xa ca có gì phân phó sáng sớm ngày mai đi đặt làm khối kim bài phải đủ lớn đủ khí phái để chủ quán khắc lên chúc mừng sinh nhật nói với chủ quán vàng phải đủ tinh khiết nếu không tôi sẽ đập nát cửa hàng của hắn sau đó lại mua cho em trai tôi một bộ quần áo tốt, loại mặc khi tham dự những dịp quan trọng. Hiểu rồi. Tô Thiên lấy ra một sấp tiền cho tiểu để đi vào. Không đủ nói sau. Lại cho ngươi một tấm, phí chạy chân. Tạ xa ca. Sau khi phân phó xong, Tô Thiên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. PS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực cảm ơn các vị không một không muốn học a à, ta dạy cho ngươi cầu hết thảy bạn đang nghe tại truyện chấm audio trải qua một ngày bận rộn tô lăng vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ thật lâu kết quả buổi sáng trời còn chưa sáng đã tỉnh lúc này trong hội trường ngoại trừ khách nhân suốt đêm cùng tiểu đệ trông coi ra đều không có những người khác tô lăng không muốn ngủ nữa đi tới sân sau tô lăng bắt đầu luyện tập bác cực quyền dù sao ở chỗ này luyện thương là không có khả năng, sẽ khiến cho rối loạn. Mấy bộ bát cực quyền đánh xuống, Tô Lăng không chỉ không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Mà độ thuần thuộc trốt cục tăng thêm một phần trăm tiểu xà ca. Sớm vậy sao? Lúc này, đám tiểu đệ thay ca cũng lục tục trời giường, sau khi nhìn thấy Tô Lăng bắt đầu chào hỏi hắn. Tô Lăng đang lo không có cách nào thực chiến, sau khi nhìn thấy hai tiểu đệ liền vẫy vẫy tay với bọn họ làm sao vậy tiểu xà ca mấy người một lần tới gần tô lăng một bên hỏi gần đây mới học chút công phu cùng tôi luyện xem tô lăng rất nghiêm túc nói không tốt rồi tiểu xà ca các tiểu đệ cũng không có trực tiếp đáp ứng dù sao chính mình cái này nhị đương gia bình thường là an tĩnh cũng không tham dự đánh nhau ẩu đả tuy rằng lớn lên rất cao cũng rất đẹp trai nhưng đối với bọn họ mà nói có chút gầy các tiểu đệ thế nhưng là ở xem tràng thực chiến trong lăng lộn tới tuy rằng không có hệ thống huấn luyện qua nhưng là quanh năm thực chiến để cho bọn hắn tìm tòi ra một bộ độc đáo thuộc về côn đồ đánh nhau phương thức hơn nữa ra tay dễ dàng không nhẹ không nặng tất cả mọi người sợ không cẩn thận đã thương tô lăng phải biết rằng tính tình tô thiên cũng không tốt bằng tô lăng thật sự sẽ đánh bọn họ yên tâm điểm đến mới thôi ta sẽ thu điểm lực, có thể đem ta đánh ngã, ta cho hắn thưởng 100 khối. 100 đồng. Thật hay giả? Tôi giữ lời. Tô Lăng lại nói. Tiểu Sa Ca, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Phải biết rằng tiền lương của những cảnh sát thường xuyên đến thu phí bảo hộ cũng không quá một tháng chừng trăm đồng, cho nên mới tích cực thu tiền như vậy. Một trăm đồng đối với loại côn đồ tầng dưới chót như bọn họ mà nói cũng là một khoản tiền lớn mọi người liền không cự tuyệt nữa, chỉ là trong lòng nghĩ phải cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương Tô Lăng là tốt rồi. Về phần Tô Lăng nói hắn sẽ thu lực, ở những tiểu đệ này nghe tới căn bản là lời khách khí, thậm chí là để cho bọn họ làm, chẳng qua ngại thân phận mặt mũi mới chuyển đổi chủ ngữ. Sau đó vài tên tiểu đệ liền chuẩn bị lần lượt cùng Tô Lăng giao thủ, về phần Tô Lăng hội vài giây đến dưới, bọn họ cũng nói không chính xác, bất quá cho dù chỉ lấy được 100 khối, mấy người cũng có thể chia ra mấy chục khối. đến rồi, tiểu xa ca, đệ nhất tiểu đệ nói chuyện nhắc nhở tô lăng một chút, sau đó vung nắm đấm phát động công kích. ngoài dữ liệu của tiểu đệ, một quyền này của mình sẽ đi ra ngoài. tô lăng bước chân nhẹ nhàng, nghiêng người một cái, trực tiếp tránh thoát công kích của tiểu đệ. ngay khi tiểu đệ muốn biến chiêu tiếp tục công kích, bả vai tô lăng đã nhích lại gần. trong nháy mắt tên tiểu đệ này chỉ cảm thấy mình bị một gã cự hán đụng ngã ngực cước bộ đều biến thành hư ảo trong nháy mắt lui về phía sau vài bước khụ 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 sau đó liền quỳ xuống đất ho khang không thành vấn đề chứ tô lăng hỏi một câu không có việc gì không có việc gì tiểu xà ca từ khi nào trở nên lợi hại như vậy tiểu đệ bị đánh hoàn toàn không nghĩ tới nhị đương gia nhà mình nhìn như yếu đuối này lại lợi hại như vậy mà những tiểu đệ khác sau khi nhìn thấy người đầu tiên bị đánh bại cũng không kính nể tô lăng nữa đến đây đi tô lăng nhìn những người khác sững sờ trực tiếp lựa chọn một tá đơn giản nhất vậy chúng ta sẽ không khách khí sau khi biết thực lực của tô lăng đông đảo tiểu đệ cũng không cần lo lắng mình sẽ đã thương tô lăng ít nhất tô lăng nguyện ý tránh thoát công kích của bọn họ không thành vấn đề tiểu Sa ca. Cẩn thận. Theo một gã tiểu đệ mở miệng, những tiểu đệ khác toàn bộ đều từ phương hướng khác nhau công về phía tô lăng. Nhưng mà làm chúng tiểu đệ kinh hô chính là, mọi người tuy rằng từ bốn phía phát động công kích, nhưng là tô lăng phản phất đã sớm dự liệu được đồng dạng. Bước chân xê dịch đi lại, làm cho công kích của mọi người đối với tô lăng thất bại. Thậm chí còn có tiểu đệ đánh tới đồng bạn, hình thành ngộ thương mà tô lăng cũng không cho các tiểu đệ cơ hội tiếp tục công kích lập tức bắt đầu phản kích tất cả chiêu thức của bác cực quyền vào lúc này được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn quyền chân vai khuỷu tay thân thể bị các bộ vị giờ phút này đều bị tô lăng phát huy đầy đủ thậm chí tô lăng còn thoát ly bác cực quyền dùng một ít côn đồ đánh nhau chiêu thức đám tiểu đệ toàn bộ đều bị tô lăng đánh bại không thể tưởng tượng nổi nhìn tô lăng tiểu sa ca thật lợi hại a Tiểu Sa ca, anh có thể đi rất nhiều ban phái ngồi quán rồi. Đây là công phu gì vậy? Bất quá trời sáng, nên đi làm đi làm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tô Lăng còn xuất ra 200 khối tiền cho bọn hắn, coi như bồi luyện tiêu phí, các ngươi chia đi. Đa tạ tiểu Sa ca. Tạ tiểu Sa ca. Tô Lăng vốn ra tay không nặng, trả lại 200 khối, điều này làm cho các tiểu đệ phi thường cao hứng. Tô Lăng cùng các tiểu đệ luận bàn tự nhiên là làm ra chút động tĩnh, luôn luôn muốn ngủ thẳng đến giữa trưa Tô Thiên cũng đứng lên. Tình huống gì, mấy người các ngươi? Bị đánh sao? Sáng sớm đã có người đến gây sự. Sau khi rời giường Tô Thiên gặp các tiểu đệ luận bàn với Tô Lăng, tuy rằng Tô Lăng ra tay không nặng, bất quá một ít vết bầm tím vẫn nhìn thấy được, cho nên Tô Thiên mới mở miệng hỏi thăm. Không có, là cùng tiểu xà ca bồi luyện bị đánh, tiểu xà ca công phu thật lợi hại à lão đệ của ta làm sao có thể lão đệ của ta ôn nhu điềm đạm nho nhã như vậy làm sao có thể đánh nhau được rồi đi xuống đi vâng xà ca tô thiên cũng không tin lão đệ của mình biết công phu chỉ cần là không có tới gây sự tô thiên cũng lười quản bọn họ để cho các tiểu đệ giải tán sau đó tô thiên thấy được tô lăng đang nghỉ ngơi ở hậu viện dậy sớm như vậy. Ân. Rèn luyện một chút. Lúc Tô Lăng nghỉ ngơi, Tô Lăng kiểm tra trạng thái hệ thống một chút. Độ thuần thuộc bát cực quyền của mình tăng thêm 5%, Tô Lăng tin chắc, chỉ có thực chiến mới có thể tăng khối, lần này vẫn chỉ là luyện tập, nếu thật đánh nhau, phỏng chừng tăng càng nhiều. Xà ca. Tiểu xà ca. Không tốt rồi. Mới sáng sớm đã có chuyện như vậy sao? Tô Thiên đang muốn cùng Tô Lăng trò chuyện thêm vài câu, một gã tiểu đệ vội vàng chạy tới. Bọn lính cứu hỏa đến thu phí bảo vệ rồi. Cứu hỏa? Mẹ nó, ngày nào cũng không xong đúng không? Tô Thiên vẻ mặt không vui đi vào, Tô Lăng cũng không nói gì, cũng đi theo. PS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng, cầu tất cả, các ngươi ở ủng hộ ta là đổi mới lớn nhất động lực, cảm ơn các vị.